Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Sơn Trà vừa tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ quận lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026. Năm năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Sơn Trà đã nỗ lực không ngừng, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới và sự phát triển của quận. Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực đời sống xã hội được chú trọng, nhất là xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phụ nữ sơn trà nói lời hay làm việc tốt và một số phong trào thi đua yêu nước được các cấp hội hưởng ứng đã góp phần vào sự phát triển chung của quận trên các lĩnh vực kinh tế xã hội. Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và phát triển, đại hội đã đề ra mục tiêu của nhiệm kỳ 2021-2026, đó là xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tính tự chủ, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ huy động sự tham gia của toàn xã hội vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ và bình đẳng giới xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc góp phần xây dựng quận sơn trà ngày càng vững mạnh